Liên Quân Mobile thắng bại tại kỹ năng. Rất tự tin và cũng đầy khiêu khích khi lướt qua tường nhà đối phương như thế này. Lần thứ hai thì đã bị trả thù và đây tốc biến đến từ ProE. Tiếp tục là luyện ngục quá tuyệt vời đến từ vị trí của Xuân Bách và Team Flash phản công như thường lệ. Một tuần thi đấu tỏa sáng của những người đi đường đơn, quyết đoán và đột biến như thường lệ. Đồng năm tốc biến cân 3 lấy mạng Eli một cách chớp nhoáng. Đây là cú tốc biến đến từ Zeret nhưng dòng vẩy nó không quá khó chịu. Đồng năm tốc biến vào cố gắng bắt Eli nhưng anh ấy đang có một khoảng cách khá xa với những người đồng đội nhưng vẫn ra cùng được Eli. Một cú đánh rất hay đến từ đồng năm. Pha xử lý xuất thần của Gấu đã khiến hai chủ lực của Sài Gòn Phantom là NTB và Lạc bị loại bỏ hoàn toàn khỏi giao tranh. Đồng năm băng vào, băng thẳng vào vị trí của ProE. NTB ở phía sau, Gấu bắt đầu đấm rất hay. Cú đấm rất hay của Gấu, Gấu chỉ thấy hai thành viên rất siêu máu. Đó là Lạc và NTB. Nhưng còn cũng hạ gục ProE. Chưa hết. Bị trói lại bởi sát vực và bị tấn công bởi 5 thành viên của Sài Gòn Phantom, nhưng Gấu vẫn thoát về được một cách ngoạn mục. Gấu đến từ vị trí của Sài Gòn Phantom. Gấu bị trói lại trong sát vực, còn Bông đang tấn công thẳng vào vị trí của ADC và ProE. Gấu sẽ câu được rất nhiều thời gian khi mà chúng ta chưa thấy sát thương là đủ, nhưng Gấu bị kéo ngược trở lại bởi xương xích. Vẫn đang là NTB, vẫn là Gấu, ZF bọc đầu không có sát thương, Gấu trở về nhà được. Là một pha xử lý quá đỉnh cao nữa của cái tần Gấu bị viên tướng Quy lao vào khá sâu trong giao tranh và mất đi giáp hộ mệnh. Gấu nhanh tay mua quả cầu băng xương và thoát đi với một cú hạ nhân trưởng đẩy hai thành viên Sài Gòn Phantom. Bây giờ thì quyết định đã xảy ra. Sài Gòn Phantom ra và đây là long trời lở đất, hai người sau đó tụ nguyên chạm hai người nhưng mất giáp hộ mệnh đến từ đồng năm quá nhanh. Chuyên phi tiêu khá nhiều sát thương đến từ vị trí của NTB nhưng NTB băng vào khá mạo hiểm. Đồng năm hết khả năng giao tranh. Ở đây Gấu cũng là tương tự. Gấu đang cố gắng lết về, xí theo nhưng bị đẩy ra. Màn song kiếm hợp bích thế giới với hai chiêu cuối của Xuân Bách và ProE khiến 4 thành viên Sài Gòn Phantom bị nảy tưng tưng đến 2 lần trên không trung và tan nát trong giao tranh. Vâng, rất tự tin và cũng đầy khiêu khích khi lướt qua tường nhà đối phương như thế này. Lần thứ hai thì đã bị trả thù và đây tốc biến đến từ ProE. Tiếp tục là luyện ngục quá tuyệt vời đến từ vị trí của Xuân Bách và Team Flash phản công như thường lệ. Đồng năm bị nằm xuống mất rồi và Băng cũng tương tự. Hãy subscribe ngay kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những thông tin và các trận đấu esports đỉnh cao.